là bắt le le này mọi người. Làm món khô le le. Cái này là nuôi được rồi đúng không anh? Dạ. Cái này là nuôi chứ không phải là động vật hoang dã đâu mọi người yên tâm. Dạ đúng rồi, cái này là nuôi rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm món xôi le le đúng không anh? Dạ đúng rồi, xôi le le bằng với lại nấu hầm canh sen. Rồi ok. Đây là những con le le này mọi người. Le le này là được nuôi mua bán hoang dã. Nuôi thành công chứ không phải là động vật hoang dã đâu. Thank you.
nho với dừa đi. Ngoài cái hạt sen. Nó biết à. Đổ nên bằng nước dừa này mọi người cho nó ngọt. Mình ninh trong vòng bao lâu anh ha? Cái này mình sẽ làm trong vòng 10 phút hoặc 15 phút. Trong lúc ninh mà không đậy nắp lại à? Không, chỉ để vậy thôi. Để lại cho nó lửa nó nhỏ nhỏ từ từ. 10 15 phút rồi. Đây cái nồi canh hạt sen lá le này mọi người. Sắp chín rồi đó. Trung bình một ngày, nhà của mình một ngày bán là trên 20 con. 20 con lá le. Khách dùng. Còn đây là món canh hạt sen. Nó có hạt sen, nói chung nó xương của con lê le hầm ra, nước cốt dừa, rồi nước dừa, rồi cà rốt hầm lên để thực khách dùng. Yeah. Đây là món canh lê le này mọi người, hạt sen này. Đây, xương lê le. Cái phần thịt lê le thì mình làm sôi rồi, thì còn phần xương thì mình nấu canh với hạt sen. Đây, ngọt lắm đấy. Cái gì trước là một cái rồi ớt này tươi. Đây là ướp thịt lê le. Cái đoạn rất là quan trọng để thịt nó thấm và ngon hơn. Chuẩn bị mình chiên nè. Anh lên coi đâu bắp luộc anh lên. Rồi. Anh vừa luộc.
tán nhuyễn xôi ra mình ép mỏng vô cái thau. Đậu xanh, đậu xanh xong rồi mình bỏ nhân vô đây. Bỏ nhân đây úp lên mình chiên. Úp lên mình làm giòn. Mình làm giòn, mình làm giòn. Làm giòn chứ không phải là chiên, mình nói là chiên. Xôi le le như thế này là xôi le le thành phẩm này. Rất là vừa mà cắt ra rất là cái mùi thơm bay lên rất là thơm. Nghe mùi lăng lăng rồi xả rồi nhiều gia vị trong đây lắm. Phía trong nó có tí rau răm. Nghe mùi là gì á? Chấm cái này chấm với cái này.